Ê, chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Hôm nay thì ba anh em mình về nhà. Cái nhà hôm nay thì Bin đi đốn một ít mâm nha. Bin đã quyết định mua ghe để đi lưới, đi giăng câu á. Nên Bin cũng cố gắng đầu tư vô. Chuyến đi lưới này thì anh em mình bốn chú cháu mình cũng không thu hoạch được nhiều. Mà chú Năm, mấy bữa nay chú Năm cũng mỗi mua được cái vàng đăng, lưới đăng cái nhà 100 mét. Thì cũng ngon lắm. Nên hôm nay anh em mình sẽ quyết định đi đốn một mớ mâm về đang cắm cọc thả vàng đăng cái nhà. Quyết định là mua ghe đi làm lưới thì anh em mình đó là đầu tư cho tới, làm cho tới khi nào mà hết khả năng thì thua thì thôi. Cái nhà theo dõi thì coi anh em mình nó sẽ như thế nào nha. Bây giờ thì đốn mới đi, kéo ghe chuẩn bị cho một cái cuộc hành trình mới nha cả nhà. Hôm nay thì mua được cái vàng đăng đó cũ chia lệ ở nhà, cũng chú Năm hết 8 triệu. Cả nhà nhớ theo dõi với coi anh em thành quả của anh em mình nha. Nhưng mà anh em mình bội thu được, cũng chắc bội thu được á thì mình sẽ có thể em bán để lấy tiền lại. Kết quả thì chưa biết như thế nào. Cái này là anh em mình chặt 20 cây nè cả nhà. Mỗi cái gốc vậy là cắm lưới lên là khoảng 5 mét. Anh em mình 100 mét thì chắc hơn 20 cây. Mà tạm thời anh em chặt 20 cây nè. Cái này mua của chú lại. Nhà của chú Năm có kinh nghiệm nữa. Mấy cái này thì chú Năm chỉ anh em mình, thì anh em mình cùng bỏ vốn ngay với chú Năm, cùng nhau làm. Cá tôm thì cùng nhau ăn, lếp thì cũng cùng nhau mình luôn. Bây giờ tạm thời cắt xong rồi chảo bên kia. Dự định của chú Năm là khoảng 19-20 này là xuống cái này luôn á. Bây giờ bé sẽ chở ra ngoài nha cái nhà. Anh em mình mua được 25 cây, bé chở ra ngoài. Bên thì có tay gửi hà, không có vừa ghé vừa chạy được. Rồi bó cuối cùng luôn cái nhà ơi. Nay anh em mình mua được 25 cây nha. 100 mét lưới 25 cây, 4 mét một cây. Nó dài khoảng cái cây này 5-6 mét gì á. Cái lưới như 3 mét hay gì phải không béo? Ờ, khoảng 5 mét cái nhà thì cây này chắc dư 5 mét rồi. Bây giờ anh em mình sẽ để đây nha, rồi ngày mai lấy ghe xuống chợ. Bây giờ về thôi. Chuyện qua lúc mà đi về rồi cái chú Năm đi lấy lưới á, lấy cái lưới đăng rồi cá anh em mình mang về hết á. Giờ còn có được con cái gì ta, cá cóc. Cá cóc luôn rồi. Về qua thì tàu mình xử nha. Ngày hôm nay thôi tạm biệt cả nhà nha. Dạ. Gặp lại. Đi về trời thôi. Tắm rửa ra ngứa quá, tại ngứa. Rồi chào cả nhà nha. Đây còn cái cóc hôm bữa trước đi ghe anh em đem về bỏ tủ lạnh rồi cả nhà. Bây giờ nó sắp tan ngay rồi, anh em xài đá ra nè. Hồi sáng đi trưa đi đốn cây về cái tắm rửa ngứa quá, tắm rửa ông bước ra mưa cái tới chiều luôn. Anh em bây giờ mới xử nó được nè cả nhà. Bây giờ xài đá nó tiếp nha, cho nó mềm ra anh em mình sẽ mần. Hôm nay thì cái cóc này mình sẽ chiên tương nha, đảm bảo lại. Cá này coi chân tương béo lắm đó. Đó, hôm bữa xong rồi chú Năm về đi lấy cái tay lưới, đi lấy cái dây lưới rồi. Dây lưới đăng á. Nên anh em mình đem con cá này về nhà luôn. Rồi vô đi để cho nó mềm rồi mình mần. Đi học về hạ sinh nha. Đấy không á. Trời trời ơi, hứa gao rồi lạnh lùng không nha. Không á. Trời, cầm miếng gao đó hai anh em mình ăn cá. Trời. Lúc dài ra ổ rẻ đây rồi, như đó 5.000 heo sống không thấy cũng ghẹ. Bật tương với nửa cái bún. Nhìn này banh xác nữa nè. Cậu hai chăm sóc hai chú cá mình kỹ lắm.
ngon lành chứ, cho lấy lại phong độ chứ. Ba người khác hai người chứ. Hành ngọt. Cả nhà nha, bây giờ thì ba anh em mình sẽ xử con cá này nha cả nhà. Hôm bữa ngày thứ hai á, sáng kéo lưới này, sáng răng hai tay lưới, rồi trưa quằn hai lần, không có thành quả rồi. Lần này chú Năm nói con nước bị không ngon hay sao, hay là do ở mấy dưới xả cống á, xả ít cống nên nước nó không có đều, nên lần này thất thu chỉ được hai con cá thôi. Rồi chú Năm tranh thủ về để lấy cái tay lưới đi mua chi lệ của người ta, tay lưới bị cái tay lưới đăng á, nên anh em mình về luôn. Chiều anh em mình về luôn thì con cá này anh em mình mang về luôn. Bữa nay thì bên sẽ làm cá cóc ở chân tương nha cả nhà. Đây con cá cóc chà bá luôn nè, dầu ít gia vị của anh em mình đây. Bây giờ thì bên sẽ làm chuẩn bị gia vị để ướp nữa nha. Đây mấy này mấy gia vị của anh em mình nè, cái này là ớt, tỏi, hành tím để mình bỏ chung với cái đầu ướp đó cả nhà. Đây nửa ký tương nha, bún này hơi chút xíu mình ăn chung. Ba mình con bỏ vào bả điền thì để dính nè. Này rau thơm nè, nấm mèo, cái này chút xíu nữa hấp xong bỏ lên nha. Hành này cũng ướp luôn, cà thì Bin sẽ bỏ vô ướp cho hấp chung nha, tại vì cái này Bin thích ăn nó chua chua hơn chứ không bỏ vô lúc còn chín. Bữa nay ăn bún nên Bin sẽ không bỏ bún tàu nha cả nhà. Đây lên rồi, hành tím, hành lá, ớt nha cả nhà. Đây Bin sắc ra, tối thì ăn chung Bin cũng sắc hai luôn, mấy củ nhỏ bự thì Bin sắc hai, còn mấy kia thì Bin để nguyên nha. Đây, cho nó vào, cho nó vào cái thau, cái thau để ướp cá nè. Đây nấm mèo nha cả nhà, phải có nấm mèo mới được, có nấm gơm luôn cũng được. Nấm gơm ngon, ngon nhất nách luôn. Nè nửa cái tương nha, con cá này bự nên sẽ dùng hết nửa cái tương luôn. Này, cái tương này thì nó đã mặn mặn rồi nên cái hũ này là hũ muối. Cho nó tiêu ngọt nha cả nhà, với dằn vô miếng đường nữa. Để lên cái này xong thấy được rồi cho hoàn tản cho. Đây là thơm rồi đó, đây là thơm rồi đó, củ hành củ tỏi đơn hơi ăn bùi đã, coi như lấy lại sau hai ngày xong nước thi cầu cái nhà nữa. Dạ, dài dài sẽ còn nhiều lắm. Ngày mai các anh em mình sẽ đi xuống lưới đăng cả nhà ơi, cả nhà theo dõi anh em mình nha, đăng ký theo dõi anh em mình, có kết quả anh em mình đầu tư 8 triệu nó ra tới đâu. Đây chị sẽ cho con cá vào nha. Lúc này thì cũng có mấy anh góp ý em cái vụ mà bị tắt tích tiền nhiều quá nên Bin cũng hạn chế mà bằng cá này kia. Cảm ơn mấy anh nhiều. Cái này Bin cũng sẽ cho hơi không cho gì vậy tụi vô nè. À, anh hình bỏ ra đồng hấp cho nó vậy. À, chỉ là ấm thịt thôi. Hấm nước được, hấm rồi ha. Này nó hơi rút lên tới tên luôn ha, ha. Đúng vậy. Là bảy chén bún. Đây bây giờ mình sẽ cho nó ra cái mâm nha cả nhà. Có bột lên nhìn thấy gì không? Hai cái mình sẽ bỏ ở dưới đây một cái lớp nhẹ cái dưới đây nha. Cho cái vô. Đúng rồi bạn không? Đúng luôn. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý, vừa luôn. Canh rồi. Các bạn không? Chết tôi rồi. Cái này thì một hơi hai sẽ dùng cách tiêu dùng cái chiêu là mình sẽ lấy giấy bạc quấn lại. Cái phần, luôn ừ, cái phần nước nó sẽ, cái nước mà cái tên rớt xuống á, nó sẽ không có nước đó. Cái nước ngọt trong tâm của cái này hết. Đúng luôn, hôm bữa em bị nước nhiễu nè. Nước nhiều quá nó sẽ không ngon. Bữa em hấp ra giấy bạc á, cái nào cái nó bị nước nhiễu. Nước nhiều luôn nó không, sẽ không ngon. Đấy, cho. Cho một ít lá cà vô nha. Cái này chua là ngọt à. Chua chua ngọt ngọt. Cái phần nước của mình nó sẽ không bị cái nước mà hấp của mình đó cả nhà, nó sẽ không bị cái nước nó hấp nó vô, và cái toàn bộ là nước của cái này không. Rồi. Nước của cá thấy không. Rồi kiếm cho chú hai cái giấy bạc đi mình. Chuẩn nhà hàng chưa? Chuẩn nhà hàng, mốt mở nhà hàng sắp hết dịch rồi. Để
Đây, bây giờ bên sẽ lấy cái bạc gói lại nha cả nhà. Ý, ngon lạnh này cả nhà, bên sẽ cho nó vô nè. Như vậy á, thì lúc mình hấm nó chín á, sẽ gia vị ở trong về thịt cá nước ngọt á, nó sẽ ra ở tổng không à. Còn cái này thì nó đâu có vô nước được. Quá đã, bên sẽ cho nó vào nha. Cái nồi này là dành riêng cho mày thôi đó. Đó, ngon lạnh chưa? Để nắp xong lại là về chờ 20 phút. Rồi, đứng quay luôn rồi. Oh, xì khói bùng 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 bùng. Chín lên béo. Bao chín. Bao chín phải không? Vậy hai ra luôn nha. Ra luôn hai. Rồi, rồi béo để đi, để hai bên ra cái rồi tiếp. Dở cái nắp son ra đây. Rồi, trong đó có gì? Có gì? Ôi, xuống xác kìa. Ôi, ôi, ôi. Ôi, hôm. Quá đẹp luôn. Ngon lành, ngon lành, ngon lành. Nước vừa phải luôn. Làm miếng bún chan với miếng nước mắm vô nữa. Thứ gì chịu nổi. Thôi giờ mình lên đi rồi mình thử sao ha. Bể bụng luôn. Ok. Bể bụng luôn. Minh, con bên chú mày bên Minh. Dạ. Vinh vô. Đổ chén nước mắm. Đó, hai ngày ngủ với mũi với bụng mát. Bữa nay về được ăn con cá. Tiếc là chú Năm ở xa nên anh em mình không có ngủ chú Năm qua được đó cả nhà. Năm ở hơi xa. Bao ngon. Đây. Này cái nhà con nè. Đó. Lên, lên dữ. Dứt. Xanh xanh chui chui. Về nhà là cái đầy đủ rau. Con cá của ba anh em mình đây. Cái nhà thấy hấp dẫn chưa? Dùng cái cách này thì nước ra rất ít thì nó cái nước nó rất là đậm đà luôn. Nhìn phải miếng này. Ôi, chút xíu với anh em thử coi. Em thử coi. Thử coi. Trời ơi, nó đã dữ lắm. Đậm đà dữ lắm, chua chua ngọt. Ngọt. Đúng rồi. Cái mùi thơm ngon quá. Rồi ba anh em mình mời cả nhà ăn cá chiên tương cùng ba anh em mình nha. Rồi, bé mời cả nhà. Con mời cả nhà. Rồi, dứt. Bù lỗ lại hai ngày kia. Tiếc là chú Năm ở nhà xa lắm, cái nhà ở bên em kia là có đi qua sông qua cầu nữa mà tối quá nên tới giờ hành chánh á. Nên anh em không ngủ chú Năm qua được. Tối này. Rồi. Nhắm cá đi bé ơi. Mơ sẽ gặp lại chú Năm. Để hai xử cho. Rồi, hai anh em cứ cá không biết gì đi rồi xử. Rồi xử con cá ghê thì tính tính. Rồi qua chú Năm cái chú cháu đi dằn lưới đáy. Ủa cái gì? Đăng. Đăng. Nè, cô Minh vô đi con. Ngon lạ. Nó vừa quá. Chín luôn á. Cá này hơi xương ha ha ha. Ừ. Này hai. Thì dòng họ với cái mè cái này kia á nha. Nên dòng họ nó nên xương chơi nhiều lắm nè. Nhìn nha con à. Nó chờ nó nè. Nếu mình ăn này xong mình để mình sẽ ăn. Quá. Con cá này thì hơi to, biết là anh em mình sẽ ăn không hết á, nhưng mà anh em mình làm hết luôn cái nhà để mai á, cho anh em ba anh em qua ăn sáng cái rồi đi qua chú Năm. Đúng rồi, hợp lý. Mai chở cây, chở ghe lên ghe chở ba cây đi qua bệnh xuống vàng. Từ từ nha, xuống chi nha. Nó hấm vừa tới tông luôn. Mà công nhận cái cá này nó béo ghê thì ngay. Mà cái vị nó rất đậm đà cái nhà. Cái nhà làm theo cách này á thì cái nước nó không có vô nhiều. Mà hay làm vậy cái miếng gà nó đỏ đẹp thiệt chứ. Thường hay là nó nhèm nhẹp. Không có đâu. Cái nước nó rớt xuống. Thì hai cũng làm nhiều rồi nên có kinh nghiệm chút ít. Không hay làm vậy là lên mấy miếng gà đẹp nè. Tại cái này anh em làm xuống ăn như vậy nè cả nhà. Không có bỏ bên bếp ga. Bếp ga thì có thể cả nhà bỏ thêm vô. Cái này béo thiệt chứ mà nó ngọt nữa, mà có điều hơi xương nha. Lắm. Khó chịu chứ anh hai. Đó, chứ tôi cũng làm bảy miếng chứ. Này cái nhà, để lót cho bên được cái miếng cá này. Ngon quá. Ngon cái nhà. Nó béo. Cái này mà cái tươi chắc còn ngon hơn nữa béo. Dạ. Dạ, anh em mình bỏ lưu ông qua bữa sau cái nha. Thì chừng qua về quần cũng dưới chiều rồi. Chừng về 3-4 chú cháu quăng lưới rồi tùm lum hết lên. Còn không có hàng rãi cho cái nhà xem mà. Một còn nữa. Chuyến đi của anh em gắn bó chú Năm lâu dài lắm. Cái nhà đón rồi từ từ sẽ cái nhà sẽ thấy những cái mà nó sẽ mới lạ. Đúng, đúng.
là sẽ ba chú cháu sẽ thành một ngư dân thật hậu. ở đây mình làm nông dân, nói mình làm ngư dân. Còn mốt có gừng làm gì con? Làm lâm tặc phải không? Quái cười, làm thổ dân phải không? Lên gừng là thổ dân hay gì phải không? Em biết kêu người ta. Không biết thì đừng nói, hay cô chú cười chết, mấy anh cười chết luôn. Thôi chú ra, lên tải mình làm người gần đi. Mình lên gần mình. Thôi mình ăn mấy bên đây để hai mấy anh kia để xé mình xử. Dạ. Mấy ơi, cái nước ra nó rất là đậm đà, ngon lắm cả nhà ơi. Mà cả nhà sau này làm cái món chân tương mà hấp cũng bánh tráng á. Mình nghĩ là mọi người nên làm cái cách mà cối với bạc lại như bên. Cái nước nó dở thì cái vị ngọt của cá với mấy cái vị rất là nhiều. Mình hầm rất là lâu luôn á, nhưng mà nó cảm giác như ăn là thấy cái miếng này rất là đẹp rồi. Củ hành nó vừa tới, củ tỏi vừa tới. Nào, hồi nãy là tầm 25 phút, nãy Binh nói là 20 phút nhưng mà Binh gắn thì 5 phút nữa cho nó chắc ăn á. Nên là 25 phút nha cả nhà. Có với con cái cốc này. Đại cái nha mình, này con gấp đại vô đi nha. Còn mấy thì rưới nhẹ cái miếng nước này lên cái rồi bắt đầu cái con chan thêm nước mắm. Ủa chú Biên sao nè, ta gọi cá cốc chú Biên. Không biết luôn con. Cái này phải mời qua chú Năm hợp mặt chú Năm rồi hỏi chú Năm cũng được. Chắc nó ăn thịt cốc quá. Là ở dưới không có bê mà nhảy như con cốc á. Chắc nó nhảy như con cốc á. Chứ dưới đó làm gì nó có cốc nè. Hết làng, nhảy như con cốc. Đó, thịt ngon quá cái này. Đó, tấm mèo hen, củ hành, củ tỏi rồi hen, trời ơi nó thơm. Đủ thứ động. Ừ. Thay với cái này ha, có miếng hành phi nữa, còn thơm nữa. Dạ. Nếu mà cái làm theo cái mà bỏ bếp ga mà hấp ở ngoài á, cái mình bỏ ngò gí đầu lên, cái mình bỏ bếp ga mình ăn nha, thì có thêm gia vị nữa. Biết cái chuẩn bị ngò gí này nhưng mà Binh quyết định là hấp theo kiểu gói với bạc á, mà ăn ở dưới này nên Binh không có bỏ vô á, nên anh em cứ kẹp ăn chung thôi. Kẹp bao sống với gạo này vô ha, thơm. Coi xương này nha. Ui, xương này. Xương này là chứ y luôn á. Này có gì không lên cầu chứ y được đâu á. Không, mà dù gì con cá bự, xương mà mình cũng để lấy ra. Mới như con cá mè, nó nhỏ. Nó nhỏ mình khó lấy ra cái nha. Là nó con cá mà càng xương nó càng ngọt á hả? Ừ. Mà nó tải luôn. Mốt có cô chú coi clip mình, cô chú sẽ nhận xét cho mình. Con ghét rồi đâu? Chị không dám ăn cơm luôn á, về tắm rửa không dám ăn cơm luôn. Có món ngon. Có tưởng tượng ra hay là biết ngon luôn rồi ha. Cũng ngon. Cũng vô vô khai cúng cho con. Chàng cho miếng nước mắm nè. Miếng nước nè. Cái nước tương không có con cá chan cơm cũng ngon. Có con cá ngon hơn. Phải không? Dạ không, không phải. Có con cá thì nó mới ra cái nước ngọt của con cá. Không, ví dụ như mà hấp xong rồi ăn cá đi con thêm miếng nước thôi cũng được. Tại vì nó có hình con cá tổng, nó nghe cái mùi tanh tanh nó tổng rồi. nghe mùi tanh tanh tổng rồi. Đúng không? Cảm giác vị giác nó kích thích hơn đúng không? Coi chén cái mắm hay làm hay dở rồi nè. Nãy hay làm dở quá, hay ăn quá niềm. Hay quên niềm lại luôn. Đâu quá mà cái nước cá cũng ngon, mình chan kẹp kẹp thêm một chút nữa lụm rồi. Đúng sách là phải chan miếng nước cá vô, chan thêm miếng nước mắm nhẹ thôi. Đúng rồi. Thế đâu có mà chan không được. Dứt. Nè nè, bơi nè. Bơi nha. Dẹo nha. Mấy anh em mình cứ ăn nữa, còn bên đây thì giờ muốn ăn tiếp thì mình dễ đua lên. Dạ. Mời anh em hấp lại thì miếng cá nó còn đẹp, còn dễ hương. Cảm ơn quá. Cái này tầm khoảng 1,5 kg cả nhà. Em tận hơn nữa. Hồi nãy quá là bự luôn à. Đang làm viên á. Làm viên. Đẹp miếng giờ sống luôn. Cái bụng nó không có xương, cái mình nó mới có xương. Cái bụng nó béo mà nó không có xương nữa. Nè con muốn chỉ ăn con lấy cái chay này mới dễ ăn được nè. Cái kia kia nhẹ quá. Mấy cây chú Bi? Ba cây. Còn 3 cây. Từ ngưỡng cây.
cùng mỡ không nghe nha. Bụng mỡ như kiểu khai. Ừ, bởi vậy cái gì mỡ cũng ngon á. Rồi nha, tôi lúc này tôi cũng có mỡ đóng rồi đó. Ghê ghê vậy, có nhiều cái vui lắm cái nhà, mà nhiều cái nó cực lắm. Đồ đạc thì nó thiếu từ miếng gì đó, nó không có nhiều. Nhưng mà ra ngoài thì không khí nó tâm lạnh, nó mát mẻ, nó có khi không biết có cái được cái không. Nhất là cái buổi sáng sớm, ngồi dậy cái là mình cảm thấy là mình nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà có cái lúc tối ngủ với gùi mù mắt nhiều. Mũi mù mắt. Mũi mù mắt. Trời, anh em cái ghe nó cũng bị ngang nó hơi nhỏ, còn không có dân mồm được. Nằm nằm vui lắm. Ví dụ cái ghe nó bị ngang vậy ha. Cái nằm xem khúc, xem khúc, xem khúc nè. Tụi mình nằm giữa. Cái ghe mình phải ghe bự bự như thế mới thoải mái. Ừ. Cái ghe hơi nhỏ. Để gán đi. Theo sau này mà mình đi theo chú Năm cá tôm đồ ngon lành như vậy, rồi clip được mọi người thích, mọi người chơi nhiều á, thì anh em mình cũng sẽ cố gắng kiếm một cái nó bự bự hơn chứ. Ừ. Nhỏ quá là nạm lên gối. Còn cái chiếc xe của anh gì hôm bữa làm cái nóc cho mình ấy, cái ghe với xuồng dạng mà xuồng lớn á, 4 tấn mấy á. 4 tấn mấy. Ừ. Ghe mình được 1 tấn không ta? Chắc 1 tấn à? Chắc là 1 tấn à. Có 3 tấn. Ừ. Ghe mình thì hai người ngủ thì thoải mái, hai người mà ba người thì chật. Và cái lúc vui nhất là cái nhà lúc ngủ mà vui nhất cái nhà bây giờ có ghe chạy ngang hay xe lan chạy ngang, ô nó lắc. Đánh ơi là đánh. Về nhà hồi ngủ mới đã kìa. Cảm giác như đem tin ghe vậy. Hôm bữa mà nghỉ dịch á, hai tháng mới đầu ra đi ra ghe á, hai đứa cháu cứ chào đảo cũng nhào động kinh không mà xuống mé xong họ cường chết rồi. Mà bữa đi tao ra tối nữa, cái nhà ra tối ăn. Ừ. Sáng 3 giờ sáng đi sớm á, ở dưới kẹp con nước mình thả lưới á. Ừ, đi đâu cũng tiếng nỉa. Chào con tiếng nỉa lần nay đỡ rồi, cười nó mình thấy con này con nặng hay với mình mà con đi tới đâu mình nó chào tới đó vậy mình. À, hai giống vậy lúc hai. Ừ. Cũng đi vậy luôn à, còn nó hiền quá chỗ mày xin lắc không biết luôn á. Quá tà lắc luôn. Nào ba với anh hôm bữa làm cái mua cho mình đó là cho mấy con có đúng là người có kinh nghiệm là con với ghe ấy nha. Chứ mà làm cao là mấy anh em mình hiêu lắm luôn á. À, có nhiêu đó không mà nói. Ừ. Mà lúc con cá leo lên mua quay lên xuống là ai cũng bên cũng xỉn nhiễn tới lui rồi đó. Không đi không được luôn á, lắc dữ lắm á. Nó lật, nó không lật nhưng mà nó rất là lắc luôn. Cái cao nó lắc quá lắc. Cái ghe mình hơi nhỏ. Để đi mình mới phát triển, mình mới đi ra rồi anh em cũng đâu có điều kiện mình sắm cái bự đâu. Tôi cứ quy tính qua tính lại hai anh em bên đầu tư vô đó làm hết mua này luôn á. Chứ tiền tính tiền ăn luôn với mấy lần mà đại mấy chú rồi cũng làm hẳn hết gần 20 triệu á, chứ không ít đâu. Đó là cố gắng để khai thác để thêm cái mới cho cả nhà xem. Mà buồn con cá là mới chát gà cũng xíu gà để điều khai vào bữa thì dịch bỏ 2 tháng hơn là có chú Năm. Đậu ơi, chú Năm ra thăm có mưa chú Năm tét chứ mới là ngồi khóc không à. Dạ mấy kia mình đâu luôn. Mấy là nó chìm dưới mưa 2 tháng trời, nếu không cái mà mình đi ra lại mà dẫn cắt vô đó mình qua lại mình không tét ghe được nữa là hơi bị mệt á. Bà lấy nguyên tấm mũ mà tầm từ đầu tới đích luôn. Chứ giờ hết rồi, dịch hả? Ừ. Nên mình mới khỏe. Đại nha, ăn thêm thì mình ghé bên kia nha. Hai chén bún, hai ăn cá rồi kìa. Nó ăn bún rồi. Mê anh em mình sẽ đi cắm cái xào, cắm mấy hàng cây á, rồi giăng lưới lên. Rồi chờ con nước lên rồi mới kéo lưới lên cái nè. Rồi nước xuống rồi mới gãy chú Năm có chiêu gãy mồi rồi này kia nữa. Mới nước xuống nữa rồi cũng như là làm cái này á thì nó cũng tổng nó giao khoảng 12 tiếng một hồ á thì xây một con nước lại qua ngày sau á rồi mình nó mới cạn lên mình mới lắc được. Mê là chưa cắm rồi. Bà nói bà có cái bài mồi cũng hay lắm. Là kinh nghiệm hồi xưa á. Mà giờ cá mắm ít hơn hồi xưa nhiều. Mê bắt đầu được lội sình rồi Minh ơi.
chúng ta chúng mình làm ha mã rồi. Con chủ rồi. Thì con làm gì? Mẹ con ăn cá sấu. Rồi cái này giống cá sấu thiệt nè. Dân xì vậy. Con làm cá sấu chưa? Chú Bi làm cái gì ta? Cá mười viên ngập á. Còn miếng bún này anh em mình ngựa miếng cho hết luôn. Cái này Bi mua có nửa ký bún à. Tại vì hồi chiều hết rồi. Hai mua không được nữa chứ làm tạm ký hay gì đó rồi mơ sáng mơ khỏi mua luôn. Tôi ăn cá rồi chú nào ăn bún đâu. À, béo thịt chứ. Ngon cái bụng. Chất ngay. Thắng cái đùi cho mình đi. Có cực rồi cũng sẽ có sướng. Có sướng rồi cũng sẽ có cực. Vô con. Không có sướng hoài đâu. Thì lúc về lúc khác. Nè lúc này là sướng nè. Rồi cái chuyến đi mà ít cáo thì cũng không có cái gì hoàn thành cho cả nhà xem. Rồi để anh em mình sẽ cố gắng hết mình. Thì mình cứ chơi hết mình đi, còn kết quả như thế nào là tính sao ha. Mình cứ hết mình về công việc của mình hiện tại. Cái kết quả là do ông trời Hương, mà bà cậu Hương. Bà cậu Hương. Còn mình thì mình chỉ biết làm hết mình thôi. Ăn ngon. Anh em nay ăn chắc được 2/3 con cá nghe nè. Mời ăn sáng tiếp đi đi ba chú Năm. Ăn củ tỏi nè. Dạ dạ có lại. Thôi chào ba anh em tạm biệt cả nhà. Bye bye. Rồi, bye bye cả nhà. Bữa nay về đến này nghỉ ngơi nha cả nhà. Và bữa sau thì lên đền sông nước nữa. Mai bắt đầu xuống á. Tại vì cái đó là đóng đá rồi. Chứ theo chú Năm mới là mỗi nha. Khoảng 4 ngày theo con nước là 4 ngày đó. Nếu mà mình không dở đi á thì mình cứ việc cái lên lưới xuống. Rồi thí dụ như mà mình dở một ngày rồi mình dời bãi khác, nếu mà có sức thì mình dời bãi khác. Nó con nước có được 4 ngày hay 6 ngày gì lận. Đúng rồi, mà ba nói giờ mình dời cái chỗ khác nó sẽ hôm hơn cái chỗ hôm hơn. Tại vì lúc mà mình đi mình quậy sình. Dạ, nó hôi mùi. Nó hôi sình lắm rồi, mình đi ra vô mình bắt tôm hay gì lận nghe mùi sình là làm sao được. Đúng rồi. Đi ra thì chỗ khác. Trời, thôi.